Thưa quý vị, hòa chung trong không khí tưng bừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay 18 tháng 11, Trường Cao đẳng Long An tổ chức họp mặt tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Bốn, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, gửi tấm lòng tri ân, tôn vinh và tinh thần tôn sư trọng đạo đến các thế hệ nhà giáo, đồng thời cũng là dịp vinh danh các tập thể, các thầy cô giáo có nhiều đóng góp, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nhà trường. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo đang công tác tại trường, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục có những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố quyết định và trao chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Long An. Sự kiện quan trọng này đánh dấu mốc thành tựu, khẳng định được vị trí và chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế và hình ảnh của nhà trường, qua đó tạo được uy tín, giúp học sinh có nhiều lựa chọn, các nhà tuyển dụng lao động tin tưởng và hợp tác.